Vâng, xin chào các bác. Hôm nay thì em đem đến cho các bác chính là mẫu bật lửa Zippo, phân khúc cao cấp nhất của Zippo hiện nay. Đó là Zippo bạc nguyên khối. Toàn bộ vỏ của mẫu Zippo này thì đều được làm từ bạc. Và đi kèm với mẫu Zippo này đó là một chiếc hộp nhung. Bên trong thì đầy đủ giấy tờ và một chiếc túi. Túi được làm từ một chất liệu vải chuyên dụng để bảo quản bạc vàng. Chiếc hộp nhung rất sang trọng. Các bác thấy sao về mẫu Zippo này? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới nhé. Xin chào các bác.